Chào các bác và mời các bác lại đồng hành cùng anh em GK chúng em trong cái hành trình lắp đặt của ngày hôm nay, thứ bảy cuối tuần, mà trên tay em là một tệp đơn cầm cũng khá là đầm tay. Chúng em đang di chuyển trên đường 5. Đơn hàng đầu tiên của ngày hôm nay là chúng em đến setup cho gia đình anh Thịnh ở Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương, một bộ dàn cao cấp, các thiết bị rất chuyên nghiệp. Có thể nói đây là một bộ dàn đáp ứng tốt những không gian từ 20 đến 80 mét vuông, bộ dàn loa cây SH1800. Và mời các bác cùng vào tham quan và khám phá cái bộ dàn ngày hôm nay chúng em lắp cho anh Thụy, Kim Thành, Hải Dương. Sau đó anh em sẽ xuống Hải Phòng setup tiếp 3 bộ V12, một bộ VA12. Mời các bác lại theo dõi cái hành trình lắp đặt của ngày hôm nay, đội ngũ kỹ thuật của GK Audio. Và trong cái hành trình này thì có em và Mr. Huấn, kỹ thuật của GK Audio, kiêm lái xe. Mời các bác nhé. Vâng, anh em GK đã đến nhà anh Thụy ở Kim Thành, Hải Dương rồi. Các bác cùng vào tham quan không gian ngôi nhà. Đây là bên ngoài, một ngôi nhà rất là hoành tráng. Để tương xứng với ngôi nhà này thì bộ dàn của anh Thị hôm nay cũng không kém phần long trọng. Một cấu hình rất là VIP của bên GK chúng em phân phối. Và mời các bác cùng vào trong không gian ngôi nhà của anh Thụy. Cánh cửa rất là một không gian tương đối rộng. Em sẽ di chuyển vào trong, mời các bác cùng tham quan không gian ngôi nhà bên trong. Rộng quá. Em chào anh nhá. Vâng, em review một chút không gian ngôi nhà của mình. Vâng, đây là anh Thụy, chủ sở hữu của cấu hình. Bên em sẽ sắp xếp setup cho anh Thụy. Mời các bác vào thăm không gian căn phòng khách rất là rộng. Bộ bàn ghế gỗ thịt. Đây là bộ bàn ghế. Đây gọi là cái sập hay là cái phản anh nhỉ? Sập. Sập ạ? Sao nó rộng thế này anh? Đây là mấy tấm đấy anh? Đây có 2 tấm thôi ạ. 2 tấm đây nó rộng mấy bao nhiêu mét đây anh? Là hơn 4 mét. Hơn 4 mét. Hơn 4 mét nhưng mà tổng là nó là phải là 8 mét à? Đâu. Ôi giời. Này nó dày 20 phân anh nhỉ? Anh sưu tầm được những cái đồ chất á. Em chào chị nhá. Đây. TV rất là to, cũng là nhà đại gia, chơi âm thanh cũng... Đây là sẽ setup một cấu hình SH1800 ở trên này. Sau đây em sẽ ra ngoài và xuống đồ. Hai anh em và Mr. Thọ sẽ setup. Mời các bác cùng chờ anh em chúng em một giây lát sau khi xuống đồ và lên nhạc. Mời các bác cùng thưởng thức. Chào các bác và anh em GK Audio cùng em đã tham dự trong ngôi nhà của chị Duyên, anh Thụy, với một bộ dàn không còn loa cây SH1800. Bộ dàn loa cây SH1800 thì loa SH1800 sở hữu 2 bát điện 30, hệ thống lượng loa chung, loa chép và 2 lỗ đuôi đằng sau. Và trung tâm điều khiển ngày hôm nay nó cũng đẩy được 3.28 RDC1 đen, một bộ rất mức trung dây cao cấp bằng chỉ tổng và một loa sơ trồng motor bát 40 để đáp ứng tốt với cái này xuống thấp. Và em đã căn chỉnh như là cài đặt những thông số lý tưởng hợp nhất cho nó phù hợp với không gian của nhà chị ở đây. Và chúng ta đã thay nó sẽ phù hợp với không gian từ 20 đến 100 m2 và rất phù hợp với những cái mẫu thất bổ gỗ như nhà chị ở đây. Các bác có thể thấy rằng khi lên sàn của nhà thông minh và hoành tráng. Sau đây em sẽ gửi với các bác anh em một tài liệu tay của em và chị Duyên trên cái bộ dàn của em vừa sẽ đã xong. Các bác cùng lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng trên cấu hình loa SH1800 bên em vừa setup cho nhà anh Thụy ở Kim Thành, Hải Dương. Mời các bác cùng đi sâu vào trong không gian căn phòng khách rất là rộng và lắng nghe chất nhạc ở bên trong không gian phòng khách nhà anh Thụy. Một dàn loa có thể nói là phân khúc cao cấp VIP nhất trong hành trình lắp đặt ngày hôm nay bên anh em GK chúng em setup.
1800. Bên em vừa set up cho nhà anh Thụy ở Kim Thành Hải Dương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân nhạc trên bài nhạc remix thì cấu hình bên em vừa set up xong, mời các bác cùng lắng nghe từ bên ngoài và bên trong không gian các phòng khách. Bên trên cái đèn này nó có công tắc anh ra đây. Nó không phải rút cái này ra.